Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh FBNC. Thưa quý vị, trong 10 năm qua thì ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Nam đã rất phát triển với hàng ngàn trung tâm cơ sở thẩm mỹ mọc lên ở cả khắp cả nước. Tuy nhiên trong số đó có bao nhiêu cơ sở có đủ năng lực thực sự để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, và ở cấp độ đào tạo thì tốc độ phát triển của các viện trường, các dự án, các bộ môn có đủ đáp ứng số lượng bác sĩ có chất lượng cho thị trường hay chưa? Ngày hôm nay chúng tôi xin nói đến chủ đề này với Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Hành, là chủ tịch Hội phẫu thuật thẩm mỹ của Thành phố Hồ Chí Minh, là một bậc thầy đi tiên phong về đào tạo trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Nam. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Hành đã đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, cái nhu cầu làm đẹp là một cái nhu cầu hết sức là căn bản của con người, và không riêng gì giới nữ hiện nay, và trong cái bối cảnh mà ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam đã rất phát triển rồi thì nhiều người vẫn chọn cái xu hướng là đi phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài. Vậy theo bác sĩ, có phải là ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Nam đang bị đánh giá thấp hay không? Đây là thật ra đó một cái hiện tượng bình thường của cái nền kinh tế thị trường mà thôi. Thì khách hàng người ta lựa cái nơi nào mà người ta cho là có uy tín, rồi chất lượng thì đảm bảo, cái phục vụ thì tốt đó, vân vân, thì người ta sẽ đến. Thì thành ra là những cái nước lớn giống như là nước mạnh như là Hàn Quốc, Nhật rồi này kia, Mỹ là thì lại được có cái khách hàng từ những các nước thấp hơn, các nước yếu hơn họ đến. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hiện nay đó, người dân Việt Nam mình cũng chưa đánh giá một cách đúng mức cái tầm cỡ của cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Nam. Ngày trước đó, trước năm 1975 thì ngành phẫu thuật thẩm mỹ của miền Nam Việt Nam là rất là mạnh. Và thời đó thì các anh đi học ở bên Mỹ, anh đi học ở Nhật, đi học ở Pháp, vân vân, và anh về anh mở ra những cái cơ sở rất là lớn, rất là mạnh. Và lúc đấy thì mình lại nhận được khách hàng từ các cái nước lân cận, ví dụ các nước Đông Nam Á là họ đến. Sau năm 1975 thì mình khựng lại. Thế nhưng mà trong vòng chừng 10 năm đổ lại đây thì cái lực lượng mà tham gia hành nghề trong ngành thẩm mỹ thì ở Việt Nam mình tăng lên rất nhiều về chất cũng như là về lượng, như là một cái bùng nổ của ngành thẩm mỹ ở tại Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái mức độ phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam trong những câu hỏi sau. Còn cái việc mà quay trở lại với cái xu hướng làm đẹp ở nước ngoài đó thì ở những nơi mà có cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ thực sự rất là tiên tiến cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có biến chứng. Vậy kinh nghiệm của bác sĩ trong những vụ việc này như thế nào? Biến chứng hay là những kết quả không vừa ý thì không thể nào tránh được 100%. Mà đã làm thì thế nào cũng có biến chứng. Trong ngành y đó có hai cái mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu một bên là phát triển kỹ nghệ, phát triển kỹ thuật, và một bên là làm thế nào để làm giảm biến chứng và chống biến chứng của những cái kỹ thuật này. Đi ra nước ngoài làm thẩm mỹ thì họ cũng gặp những cái biến chứng, họ cũng gặp những cái kết quả không vừa ý. Ngoài những cái điểm lợi mà chị em thấy thì nó cũng có những cái điểm không lợi mà đôi khi chị em cũng phải biết. Chẳng hạn như là nó cái phần mà về ngôn ngữ đó là mình không giao tiếp được. Tại vì trong cái phẫu thuật thẩm mỹ đó, nó có ba công đoạn rất là quan trọng. Tư vấn để đến một cái đồng thuận là bây giờ làm cái gì và mức độ nào. Đó, cái thứ hai là phẫu thuật và cái thứ ba là theo dõi. Khi mình đi ra nước ngoài thì mình bị yếu cái phần đầu và phần sau. Mổ xong rồi thì là cái phần thứ ba lại cũng yếu. Không đâu có thời gian để ở bên đó lâu. Mà khi mà đã có biến chứng rồi mà lại bây giờ phải đi qua bên nước trở lại ở cái nước đó để mà sửa chữa thì thực sự nó rất là tốn kém. Quá tốn kém. Và một cái nguy cơ nữa đó mà tôi nghĩ cũng khá quan trọng là cái trình độ của phẫu thuật viên. Mà khi mình đi ra nước ngoài thì mình làm sao mình biết được cái người mà mổ cho mình là ai. Chắc chắn không? Chắc chắn mình có biết được không? Ở đó người ta cũng có những người cực giỏi và ở đó cũng có những người không giỏi. Thành ra chúng tôi cũng gặp nhiều cái biến chứng, gặp nhiều bệnh nhân bị biến chứng do đi phẫu thuật ở nước ngoài. Vậy thì nói về cái sự phát triển của ngành phẫu thuật thẩm mỹ Việt Nam thì hiện nay mức độ phát triển đến đâu rồi thưa bác sĩ? Sau năm 75 thì mình chậm lại. Rồi thì anh em cũng làm, nhưng mà cái thẩm mỹ nó âm thầm ở trong xã hội, nó vẫn làm, vẫn có người giữ mũi gắt mắt này kia hết. Thì anh em tự lực lại. Phần đào tạo đó thì chỉ cái thời mà trước năm 2000 thì chỉ có là ở ngoài Hà Nội, trường Đại học Y Hà Nội có cái bộ môn tạo hình, và người ta đào tạo cái định hướng chuyên khoa tạo hình trong Mỹ trong vòng một năm. Đó. Còn những cái thẩm mỹ khác đó thì nó này lại nằm trong chuyên khoa khác, đào tạo riêng rẽ và hoạt động riêng rẽ. Sau năm 2000 thì nó bùng nổ. Nó bùng nổ về cả cái nhu cầu cũng giống như là những cái con người mà làm tham gia làm thẩm mỹ. Về lúc đó thì nhà nước mới nghĩ lại, mới nhìn lại cái hoạt động của phẫu thuật thẩm mỹ và thấy rằng là rõ ràng là cần phải có kiểm soát. Và lúc đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh là chúng tôi ở Chợ Rẫy, chúng tôi thành lập khoa phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình.
Đấy. Thì cái khoa này thành lập trong một bệnh viện lớn, yeah. Bệnh viện lớn nhất của phía Nam là bệnh viện Chợ Rẫy, và nhằm một cái mục tiêu là gì? Giống là định hướng cho thị trường, là trong cái thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ thì làm những cái phẫu thuật nào, và cái quy chế chăm sóc như thế nào, rồi giá cả như thế nào nữa đó. Và ngoài ra thì lúc đấy thì ban giám đốc cũng có một cái gọi là một cái ước muốn rất là hay, đó là thành lập khoa này ra để có gì thì giúp cho sửa chữa những cái biến chứng mà ở trong dân gian người ta làm người ta bị, yeah. Đó thì mình ôm lại và mình sửa chữa những biến chứng cho họ. Thì sau đó các bệnh viện khác đều theo hết, rồi bệnh viện Trưng Vương, bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện, mỗi cái bệnh viện đều có cái khoa tạo hình thẩm mỹ, làm thẩm mỹ chuyên nghiệp ở trong cái bệnh viện của mình đó. Rồi sau đó kế tiếp thì lại mạnh hơn nữa thì là có những bệnh viện chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ, yeah. Mà trong tư nhân, một cái lực lượng rất là mạnh mẽ và được ủng hộ như thế đó, thành ra là đến lúc đấy đó thì chúng tôi mới xin thành lập cái hội phẫu thuật thẩm mỹ, tập hợp lại những người hoạt động riêng rẽ, khoa này rồi bệnh viện kia họp lại và chúng tôi thành một khối thống nhất, và lúc đó thì cái hoạt động nó mạnh hẳn lên. Thì khi có hội rồi, năm 2007 thì hội Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 là hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, dạ. Tạo hình thẩm mỹ của Hà Nội. Đến lúc mà bây giờ mình có hội, mình có khoa, mình có phòng khám, mình có người thụ hưởng, mà giờ hỏi chứ bây giờ những cái người mà những chuyên gia, những cái bác sĩ làm trong ngành này ai dạy, đào tạo ở đâu? Đấy, thì rõ ràng mình nhìn lại thì thiếu hẳn một cái phần đào tạo chính quy. Thành ra năm 2009 thì chúng tôi nhận một cái nhiệm vụ với lại thành phố, đó là phải lập ra những bộ môn thẩm mỹ tạo hình, yeah. Đó, và trong trường đại học, và để dạy một cách chính quy về những cái phẫu thuật thẩm mỹ. Thì như vậy là cái năm 2009 thì có hai bộ môn được thành lập. Một cái là ở trong trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và bộ môn thứ hai là tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. 2009 thì chúng tôi bắt đầu đào tạo sơ bộ chuyên khoa một năm, và đến năm 2011 thì trường Y Phạm Ngọc Thạch mở luôn đào tạo cái chuyên khoa một 2 năm. Yep. Và như vậy thì chúng tôi cũng có một cái quy trình 3 năm. Và hiện nay thì chúng ta là có gần 200 mấy chục cái phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, yeah. Cả trên toàn quốc, có 30 khoa tạo hình thẩm mỹ làm phẫu thuật thẩm mỹ trong bệnh viện, có 20 bệnh viện thẩm mỹ chuyên làm về thẩm mỹ, và hàng ngàn những phòng khám da, yeah. Liễu, những phòng khám da vân vân có làm những công việc liên quan đến thẩm mỹ và các cái spa. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Quả thật đã có rất nhiều hoạt động để phát triển ngành phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Nam, đặc biệt là trong công tác đào tạo. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần sau của chương trình. Thưa quý vị, vừa rồi là phần đầu tiên của cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Hành. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện của bác sĩ trong phần tiếp theo của chương trình.